Mời các bạn đến với máy in Vũ Gia. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách đổ mực và thay cây rum cho cái dòng hộp mực Brother TN2385. Cái cụm rum mực này á, của cái dòng hộp mực TN2385 này nó xài chung cho rất là nhiều máy in của dòng Brother nha các bạn. Ví dụ như là Brother 2321D này, Brother 2361DN, Brother 2366DW, Brother 2701D, rồi DW. Rồi Brother 2505 gì đó. Nói chung là rất là nhiều dòng Brother nó sử dụng chung cái cụm rum mực này. Vậy nên cái cụm rum mực này sử dụng rất là phổ biến hiện nay. Và có rất là nhiều các bạn khách hàng cũng như là người dùng ấy đang sử dụng cái này. Và các bạn cũng đổ mực và cũng hay hỏi mình về cách đổ mực của dòng này. Và thậm chí có nhiều bạn đổ mực xong rồi gây ra lỗi. Đó, gây ra lỗi. Rồi cũng hỏi mình hướng dẫn này nọ. Thì hôm nay mình đúng ra thì mình ít khi mình làm video về đổ mực lắm, vì mực bây giờ nó bán cũng rẻ, nên là các bạn để ý trên kênh YouTube của mình nhé, là ít khi gần như là không có video mình hướng dẫn đổ mực các bạn ạ, vì hộp mực giờ nó rẻ rồi, nên là mình cũng hạn chế hướng dẫn đổ mực, chỉ hướng dẫn sửa chữa máy này nọ thôi. Nhưng vì cái đặc thù với dòng hộp mực này giờ rất là nhiều người xài và nhiều bạn làm và đổ mực xong nó bị lỗi, nên hôm nay mình quyết định làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách đổ mực cho cái dòng hộp mực này một cách đúng và chuẩn để không gây ra lỗi nha các bạn nhé. Và cách thay cây rum cũng vậy, thay cây rum không phải cứ đặt cây rum vô thay là được đâu, phải thay làm sao, kiểm tra các công đoạn thế nào rồi thay để nó vận hành được tốt và lâu dài không xảy ra lỗi. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi video của mình để đổ mực và thay rum cho cái dòng hộp mực của hãng Brother model là TN2385. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mình chia sẻ thường xuyên trên kênh nha các bạn. Các bạn chờ xíu để mình gắn cái điện thoại lên cái giá nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào công việc chính. Cái hộp mực này á, thì đây là hộp mực lô các bạn nhé. Không phải hộp mực chính hãng. Hộp mực chính hãng thường nó sẽ có chữ Brother trên này, trông nó đẹp lắm. Nhưng hộp mực này hộp mực lô. Tất cả hộp mực lô nó đều không có chữ Brother trên đây. Còn hộp mực chính hãng sẽ có chữ Brother. Cái dấu hiệu để nhận biết là hết mực thì đơn giản lắm. Có thể là máy in nó cũng báo lỗi, hoặc là các bạn nhìn trên cái hộp mực này. Các bạn thấy không? Cái phần bên này là mực nó bám không có đều, nó gần như nó không có mực. Còn phần bên này nó còn mực này. Thực tế hộp mực này lắc qua lắc lại mình cũng cảm nhận là nó còn một chút xíu thôi. Nhìn chung là dòng Brother không bao giờ nó hết hẳn nhé các bạn nhé. Khi chuẩn bị sắp hết là nó sẽ báo lỗi, nó không cho các bạn in nữa, để tránh trường hợp này in ra bị trắng giấy. Đó. Thì nó có thể nhận biết bằng nhiều cách. Đầu tiên mình nhìn bằng mắt thì mình cũng thấy rồi. Bây giờ để đổ mực làm sao cho đúng cách, mình để cái cụm rum qua bên này trước một chút xíu nhé. À, quên mất, trước khi đổ thì các bạn nên chuẩn bị cho mình, vì cái cây rum này nó bị hư rồi. Nên thực ra thì mọi video này mình sẽ in thử trước khi mình hướng dẫn, nhưng với cái video này thì mình sẽ không in thử nữa, vì cây rum này cũng hư rồi và mực đây nó cũng lỗi rồi, có in ra cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay luôn. Các bạn mua cho mình một chai mực Brother, ở đây mình nộp cái mác đi, vì mình không có muốn để ảnh hưởng tới cái thương hiệu là của ai đó, mất công đổ xong in lỗi để nọ hay gì đó rồi mất công ảnh hưởng tới cái thương hiệu người ta, nên là mình không có để cái mác của cái chai mực này. Các bạn mua trên mạng hoặc là các bạn ra cái cửa hàng bán linh kiện máy in bán rất là nhiều, và một cây rum nữa. Các bạn đọc tên đúng cái tên hộp, cái tên cây máy của các bạn ấy, là người ta sẽ đưa cho các bạn cây rum đúng của máy đó thôi. Đó, các bạn mua cho mình hai cái này nhé. Bây giờ mình sẽ đổ mực. Trước tiên ấy, đối với cái dòng hộp mực lô này rất đơn giản các bạn ạ. Cái dòng hộp mực nô này thì nó có cái nắp đổ mực bên hông này. Các bạn chỉ được tháo cái nắp này ra. Các bạn đổ hết mực cũ ra, các bạn đổ mực mới vô là xong thôi. Nhưng đối với hộp mực chính hãng Brother thì nó không có cái lỗ đổ mực nha các bạn. Các bạn phải tháo toàn bộ cái phần ba con ốc này, 1 2 3. Các bạn cái này nó có hai con ốc thôi. Hàng chính hãng này nó có ba con ốc. Các bạn nhấc cái cụm này ra. Rồi sau đó các bạn tháo nhông hết ra. Các bạn nhấc cái cây từ này ra. Rồi các bạn đổ mực vào cái phần chỗ này. Và cái miệng chỗ này. Và trước khi đổ các bạn cũng phải đổ hết mực cũ ra. Đó. Đó là hai cái loại hộp mực và cách đổ của nó. Nhưng hôm nay mình giới thiệu trên cái dòng hộp mực nô, hàng nô, vì cái dòng hộp mực này bây giờ nó chiếm thị phần cao trên thị trường và hầu hết khách hàng đang xài dòng hộp mực này. Nên mình hướng dẫn các bạn đổ hộp mực nô. Mình đầu tiên là mình sẽ đổ theo cách thông thường. Mình biết các bạn theo dõi nhé, vì nó khi đổ xong rồi chưa phải là xong đâu, nó sẽ có lỗi các bạn ạ. Nhưng bây giờ mình sẽ đổ xong rồi mình sẽ chỉ các bạn nó lỗi cái gì, các bạn phải làm thế nào cho đúng. Bây giờ mình sẽ đổ theo cách thông thường nhất mà hầu hết các bạn đang đổ. Mình sẽ mở cái nắp này ra.
Có nhiều bạn thì các bạn không thèm đổ bực dư ra luôn. Các bạn để mực cũ rồi các bạn đổ bực mới vào, cái điều đó rất là nguy hiểm. Tuyệt đối các bạn phải đổ hết cái mực cũ trong bình này ra, không bao giờ được để cái mực cũ sót lại. Vì cái mực cũ có thể người ta xài lâu rồi. Nếu như hai loại mực có nghĩa là hai lần đổ nhưng cùng một loại mực, các bạn mới đổ cái mực lần trước cách đây khoảng cỡ tuần 2 tuần 3 tuần gì đó, trong vòng 1 tháng ấy, bây giờ các bạn đổ cùng cái loại mực đó vào chung luôn thì ok. Hai lần đó có thể đổ chung vẫn còn xài tốt. Nhưng cái mực này các bạn đổ trước đó, các bạn đổ cả nửa năm rồi, bây giờ các bạn đổ cùng với mực đó vào không lên, vì cái mực các bạn đã xài lâu khoảng cỡ 5 tháng rồi ấy, là cái mực nó bị thoái hóa rồi các bạn nhé. Hai mực đổ chung vào nhau có thể gây ra lỗi đấy. Vậy nên phải đổ hết nguyên tắc của mình, không cần biết mực chung hay không chung, các bạn đổ hết mực cũ ra cho mình. Thường thì mình có máy hút, ở đây mình có cái máy hút đây này, nhưng mà hôm nay thì mình không dùng máy hút vì mình muốn chỉ các bạn cách đổ giống như các bạn đổ thôi. Các bạn nào chỉ có máy hút đúng không, các bạn đâu phải làm nghề đâu mà cần sắp máy hút làm cái gì, thì mình sẽ chỉ các bạn cách thông thường mà giống như các bạn đang làm, thì mình cũng làm như các bạn đang làm thôi. Mình sẽ đổ hết cái mực cũ này ra. Cái mực này nó cũng còn tương đối nhiều đấy, nhưng mà thực tế thì nó cũng hết rồi, nó báo hết rồi, nhưng nó cũng còn đủ để in. Bạn nào mà biết cách thì các bạn reset lại cái máy, các bạn có thể tận dụng hết cái mực cũ này luôn. Còn không thì các bạn cứ đổ hết ra cho mình. Thực tế các bạn dốc như vậy nó chưa ra hết rồi các bạn nhé. Các bạn phải thực hiện cái thao tác, các bạn xoay cây từ này vài lần. Xoay cây từ này vài lần đi cái, để cho nó, rồi các bạn có gõ. Để cho mực ở cái phần trên, cái chỗ cái trục bông này, chỗ này có trục bông này, nó rớt hết cái mực cũ xuống. Thì như thế nó mới ổn nha các bạn nhé. Chứ không là mực nó bám đầy trên này này, khi các bạn đổ mực mới vô vào rồi nó lại trộn giữa hai loại mực, nó gây ra lỗi. Nó còn một ít thì nó trộn chung không sao, nhưng mà nó còn nhiều nó trộn chung vào nó sẽ làm lỗi mực đấy các bạn nhé. Cái này là mình chỉ rất là tận tình và mình chỉ rất là chi tiết luôn đấy, chứ mình cũng không có muốn làm cái video theo kiểu là hướng dẫn là tháo ra đổ mực vô rồi in đâu. Mình muốn chỉ cho các bạn những cái sự cố nó có thể xảy ra trong quá trình các bạn đổ mực, và mình đã gặp rất là nhiều rồi. Nếu các bạn mà không làm theo những gì mình chỉ, mình đảm bảo cho các bạn khả năng lỗi rất là cao, có thể chiếm tới 70-80% là các bạn khi các bạn đổ mực xong sẽ bị in lỗi. Cái điều đó mình dám khẳng định luôn đó. Còn các bạn cứ làm theo đúng những gì mình chỉ thì mình đảm bảo với các bạn, các bạn đổ xong in sẽ đẹp, 90% là sẽ đẹp, còn 100% thì có thể là do cái lỗi gì đó ngoài ý muốn, mình không dám khẳng định. Nhưng mình đảm bảo các bạn 90% các bạn đổ xong các bạn in sẽ đẹp, nếu các bạn sẽ coi kỹ cách đổ của mình. Rồi, các bạn cố gắng làm kỹ một xíu, đừng có đập mạnh quá nó hỏng hồng mực đấy. Các bạn cứ đập một cái lực tương tác vừa phải thôi, rồi các bạn lại xoay tiếp để cho mực nó ở trên nó rớt xuống, trên cái trục bông nó rớt xuống, không còn bám cái gì nữa thôi. Còn mình dùng máy hút ấy thì nó sẽ sạch lắm các bạn, nhưng mà hôm nay mình sẽ không dùng máy hút, mình muốn chỉ các bạn bằng cách thông thường để các bạn giống như các bạn đang làm. Rồi, ok rồi các bạn. Mình sẽ bỏ cái mực dư này ra đây. Mình quét qua cái. Bây giờ mình sẽ đổ mực vào máy. Giống như các bạn đổ bình thường thôi, mình sẽ đổ mực vào máy. Vào hộp mực, xin lỗi các bạn, nhiều lúc nói xong rồi nó linh tinh. Mình đây có cái phễu để đổ mực. Còn các bạn không có cái phễu thì các bạn có thể chế một cái gì đó, các bạn cái tờ giấy bắp các bạn cuộn thành cái phễu á, các bạn hất vào đây các bạn đổ cũng được, cái đó không quan trọng đâu. Còn của mình đây thì mình làm nghề nên mình có cái phễu. Trước khi đổ mực các bạn phải đắp trên mực cho đều lên nhé. Rồi, chỉ việc đổ vào thôi. Nhìn chung là nó sẽ có nhiều cái lỗi xảy ra sau khi các bạn đổ mực lắm. Mình cứ đổ mực xong rồi mình sẽ chỉ cho các bạn tiếp tục. Vì có đôi khi các bạn tự đổ mực á, các bạn chỉ biết đổ vậy thôi. Có nhiều bạn thì các bạn ấy có rành một xíu các bạn biết cách khắc phục. Chứ còn đa số các bạn đổ mực xong các bạn chỉ nghĩ các bạn đổ mực xong như vậy là xong rồi đó. Rồi bắt đầu nó in ra lỗi, vì tại sao mình không phải mình khinh thường ai đâu. Mình xin lỗi các bạn thật, mình không phải khinh thường đâu. Nhưng mà mình đã nghe rất là nhiều cuộc điện thoại và thậm chí khách mang tới đây nhờ mình kiểm tra lại khi mà khách tự đổ mực. Thực tế khách làm chẳng sai cái gì đâu, nhưng có điều làm thiếu thôi, làm chưa đúng thôi, chưa đủ. Chứ thực tế khách không chưa phải làm sai, mình nói thật. Vì khách hàng mà tự nghiên cứu tự làm được điều đó là rất là tốt rồi. Vì đó những người đam mê, mình rất thích những người nào đam mê và có thể tự tìm tòi khám phá, mình rất là thích. Nhưng mà muốn làm gì khám phá thì khám phá, làm phải cho đúng.
có làm ẩu làm bậy. Thế thôi. Rồi, đổ mực xong, mình sẽ đóng nắp này lại. Mình xịt bụi qua một cái. Khi đổ xong là phải xịt sạch sẽ. Mình bỏ chai xuống các bạn nhé, để nó vướng. Rồi, thông thường thì các bạn đổ như vậy là xong rồi đấy. Các bạn gắn vào máy các bạn in rồi đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ chỉ tiếp các bạn này. Khi các bạn đổ vào xong ấy, các bạn nắp qua nắp lại mực cho nó đều. Rồi các bạn xoay cây từ dùm mình đây này. Các hai tay các bạn để hai bên này giống như mình để đây này. Các bạn không đụng tay vào phần giữa này nhé. Vì đôi khi tay các bạn dính mồ hôi hoặc là bẩn cái gì nó bám vào phần cây từ này rồi in ra có nó có sự cố đấy các bạn nhé. Các bạn để vào hai bên này cho mình vì hai bên mép này nó không ảnh hưởng đâu. Đừng có để sâu vào trong hai bên mép thôi. Các bạn xoay cây từ cho mình. Sau đó các bạn nắp mực lên các bạn xoay. Cứ vừa nắp các bạn vừa xoay. Đó, các bạn vừa nắp các bạn vừa xoay. Nắp vài ba lần xoay rồi cho xoay cho mình. Rồi, để mình chùi cái tay đấy vào các bạn nhé. Các bạn có thấy là cái chuyện gì đang xảy ra không các bạn? Mực mình đã đổ mới rồi. Nhưng cây từ bám không có đều các bạn này. Cái nỗi này là rất là nhiều các bạn đổ mực hay dính phải đây này và hỏi mình đây này, cái nỗi phổ biến đây này. Tại sao em đổ mực mới rồi mà in ra vẫn mờ đây này? Đó, nguyên nhân đây các bạn. Mực đổ mới rồi. Nhưng các bạn phải để ý, cái mực trên cây từ nó bám chưa có đều các bạn thấy không? Các bạn có quay vậy chứ quay nữa nó cũng không có đều đâu. Các bạn chỉ cần làm khoảng 4 5 lần năng nắc như mình và xoay không được nữa là thua. Các bạn gắn rồi mình đảm bảo với các bạn in sẽ mờ. Đó. Đây là cái mà mình muốn chỉ các bạn chứ không phải là cái thao tác đổ mực nãy giờ đâu. Một cái giờ các bạn đều làm tốt rồi mình biết mà. Cái này là cái mình cần chỉ các bạn, nhấn mạnh các bạn này. Để khắc phục cái này thì các bạn làm theo mình. Vì đổ mực không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Đó. Các bạn làm theo mình nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Mình không cần biết mực nô hay mực zin, hoặc mực nô hay mực zin, nhưng mà cách thao tác nào giống nhau cả thôi. Nó đều có các bộ phận như thế cả. Có đều kết cấu nó khác nhau một tí thôi. Nhưng mà về cơ bản nó đều giống nhau. Rồi các bạn nhấc ra cho mình. Tháo mấy cái nhông này ra. Rồi. Có nhiều hộp mực ấy thì chỗ này nó không có, nó có cái khe. Cái người ta gọi là cái phe cài đây ấy. Nhưng có nhiều hộp mực nó không có thì các bạn vệ sinh, các bạn kiểm tra kỹ xem nó có không có thì các bạn cạy cái phe cài ra. Còn không thì các bạn chỉ việc đưa tô vít dẹp vào đây, các bạn nạy nó lên thôi. Đó, như mình nạy nó lên thôi này. Có nhiều hộp mực chỗ đó nó có cái phe cài các bạn ạ. Rồi. Các bạn nhấc cái từ ra cho mình. Cái này gọi là cái từ các bạn nhé. Các bạn từ từ các bạn nhấc ra thôi. Đôi khi nó hơi nặng tay một xíu đấy. Do cái đầu bên này này, có thể các bạn đưa cái tô vít nhỏ nhỏ vào đây, các bạn đẩy qua ra cái này, đẩy phụ nó này, để nó ra này. À, các bạn lau sạch cho mình hai cái đầu này cái nhé. Đó. Rồi, các bạn để cái từ qua một bên. Cẩn thận nó rơi là nó sẽ làm hỏng cái từ đó. Rồi, xong. Này gặp lại lỗi cũ hôm qua rồi các bạn. Hôm qua là mình cũng có làm một cái video về vấn đề này. À, cái cây từ á, nó bị sọc á, đây mình chỉ các bạn này, cái vấn đề mà gây ra cái sọc, cái mực nó bám không đều như cây từ á, là nó do cây gạt, đây người ta gọi là cây gạt các bạn này, cái này người ta gọi là cây gạt thiếc, nó dùng để nó gạt mực trên cái cây từ á, cái cây gạt này lúc nó mới á, thì nó gạt rất là đều, nó không bị sượng, nhưng các bạn sử dụng lâu rồi, ví dụ như các bạn sử dụng mấy tháng, tính bằng tháng nó khó lắm, đôi khi các bạn in nhiều á, thì nó sẽ mực nó két lên trên cái thành của cây gạt. cái điểm thành trên thành cái này, các bạn ý cái điểm thành ngoài cùng của cây gạt đây này, nó là cái điểm mà tiếp với cây từ, cái mực nó két vào á, cái cây cây gạt này á, đó cái mực nó két vào cây gạt này á, là nó tạo thành cái vết xước, những cái vết xước trên cây từ này nó cản, gần như nó cản hết mực lại, nó không cho mực qua nữa, và nên dẫn đến cái việc mà cây từ nó không có bám mực đều. Các bạn ấy phải làm sao? Thì đây mình chỉ luôn này, các bạn có thể dùng cái tô vít dẹp luôn, đó, các bạn cào cào cái thành cho mình, các bạn nhẹ tay thôi nhé, đừng làm mạnh tay các bạn nhé.
các bạn mà cài mạnh tay á, là nó làm móp cái cây gạt này này, nó hư cái gạt luôn, các bạn phải mua cái gạt mới á. Các bạn nghe mình nói kỹ nhé, cái này nào không làm bậy được đâu, các bạn làm bậy là các bạn phải đi mua cái gạt mới các bạn thay đó. Các bạn dùng cái tô vít dẹp hoặc cái gì cũng được, giống kiểu như cái COVID này này, các bạn cà vào cái thành cho mình, các bạn ý nhé, mình làm quay rất là sát các bạn thấy nhé, các bạn cà này, mình để một cái góc góc nghiêng này này, đó mình cà vào cây gạt này, mục đích là để mình làm sạch cái cây gạt, mực nó két vào đó các bạn ạ. Có thể qua video các bạn sẽ không thấy đâu, nhưng mà các bạn cứ mở ra các bạn làm các bạn sẽ thấy mực nó két ở đầu cây gạt đấy. Rồi để mình cà xong cái đó nhé, rồi mình sẽ chỉ tiếp các bạn nhé. Máy này còn nhiều lỗi lắm, hộp mực này còn nhiều lỗi lắm các bạn, nó không đơn giản như là chỉ đổ mực vào đâu. Rồi để mình cà xong rồi đã, các bạn cà tới cà lui vài lần cho mình, đừng có mạnh tay nhẹ tay thôi, các bạn làm nhiều lần nhưng mà các bạn làm nhẹ tay thôi, từ từ nó ra, có những cái nó két cứng đó. Các bạn đảo cái gạt, các bạn đảo cái này, cái tô vít này từ cái góc này qua góc này, các bạn cà sát xuống, nhìn chung là đủ mọi cái tư thế các bạn cà để cho nó sạch sẽ cái đầu của cái cây gạt này. Rồi tiếp theo mình chỉ các bạn lỗi tiếp, tạm thời giờ cái lỗi này mình chỉ xong cái đã, chứ giờ chỉ một lúc nhiều lỗi quá các bạn không, các bạn rối. Rồi mình cà như vậy là tạm ổn rồi các bạn, tay các bạn rờ vào các bạn vuốt qua một cái, các bạn thấy không lấn cấn gì nữa được rồi, các bạn thấy nó mượt mà nó trơn tru, nó không lấn cấn là được. Bây giờ mình sẽ gắn thử cây từ vào để mình quay thử các bạn coi nhé, để cho các bạn thấy được cái hiệu quả của cái việc các bạn cà cây từ nó mang lại cái hiệu quả như thế nào đã, rồi mình chỉ tiếp cái lỗi khác. Mình chùi cái tay đi cái đó, vì tay nó mình bám thì nó bám cái mỡ rồi, mình mà đưa vào cây từ nó bám vào cây từ nó làm hỏng cây từ, nên mình phải chùi sạch tay của mình đã. Bây giờ mình xoay thử cây từ cho các bạn coi này, mình đắp hộp mực cho mực lên này, rồi mình xoay thử này, rồi mình đắp mình xoay này. Đó các bạn thấy không, mực nó đã bám đều hơn và đen đậm hơn, các bạn thấy không đó. Chỉ có một hai cái động tác các bạn vệ sinh cây gạt thôi, cây gạt từ thôi, các bạn cà qua cà lại cho sạch cái đầu cây gạt là cái mực nó sẽ điều tiết cho cây từ này đều hơn và mịn. Như vậy là các bạn in sẽ đẹp rồi đó. Đó, như vậy là các bạn đã vệ sinh cây gạt là ok, thành công rồi đó. Còn bây giờ lỗi gì nữa, mình lại tháo cây từ ra mình chỉ các bạn thấy lỗi nữa, vì lúc đầu mình chưa biết đâu, nhưng mà khi mình tháo ra rồi mình mới thấy nó phát hiện ra thêm lỗi nữa. Đấy, mình tháo cái từ ra, các bạn có thấy cái gì đây không, có biết có thấy bị bể không, khúc này bị bể không đó. Đây là cái trục bông. Cái video các bạn sợt lại cái video trước đó, cái của cái video này nhé, là mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cách cái là cái bản in ra mà chỗ nó bám mực chỗ không bám mực á. Các mình đã có cái video mình hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi mà trên dòng Brother 2701 và 2361, cái lỗi mà in ra bản in chỗ có mực chỗ không có mực, không có đều quá, không có đều các bạn, là nguyên nhân là do trục bông này này, cái trục bông nó bị bể các bạn này đó. Các bạn có thấy rõ không, cái phần này nó còn đều này. Thực tế cái trục hộp mực này lâu rồi, có thể người ta xài một năm mấy hai năm rồi, cái trục bông này nó bị kém rồi, nó bị thoái hóa các bạn ạ. Lúc đầu nó là cái trục bông, cái trục mút ấy, gọi là trục mút đúng hơn. Nó lúc đầu nó còn tốt. Cái trục này ấy, nó có chức năng nó cấp mực cho cây từ, nó lấy mực từ phần dưới của hộp mực, nó đưa lên nó ép vào cây từ để cho cây từ bám mực đó. Khi mà nó bị bể ra như vậy là các bạn in có đôi khi là một hai trang đầu, khoảng cái năm bốn năm trang đầu, hoặc thậm chí là 10 trang đầu các bạn không thấy đâu, nhưng mà các bạn in những trang về sau là các bạn sẽ thấy là nó mất mực dần, in nó không có đều, mực không bám không có đều. Lỗi nhẹ thì các bạn khó thấy, nhưng mà khi nó bị nặng nó bể hết rồi là các bạn thấy ngay và luôn, hai ba trang đầu tiên các bạn thấy liền đó. Thì bây giờ tiện đây mình cũng hướng dẫn các bạn cách thay cái trục bông này luôn cho các bạn nhé. Cái video này sẽ hơi bị câu giờ rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hộp mực ra, mình thay cái trục bông. Nhưng mà thôi các bạn, có lẽ là các bạn nên coi lại cái video mình hướng dẫn thay cái trục bông. Chứ bây giờ mình làm video nữa, mình hướng dẫn các bạn nữa là mất thời gian lắm. Mà trong đó video mình đã có rồi, các bạn chỉ có lục lại trước cái video này một hai video thôi, là có cái video hướng dẫn là sửa máy in Brother 2701 và 2361, lỗi in ra chỗ có mực chỗ không có mực á, là cái lỗi của trục bông này đó. Các bạn coi và các bạn mua cái trục bông để các bạn thay, cũng đơn giản lắm đó. Rồi thế các bạn nha, bây giờ mình sẽ gắn vào, vì tính chất bây giờ video nó hơi dài rồi nên là mình cũng không muốn làm thêm nữa, mục đích này mình chỉ muốn hướng dẫn các bạn cách đổ mực và cách thay cây room thôi. Và mục đích của mình là muốn chỉ các bạn cái gì, là cà cây gạt, vệ sinh cây gạt để mà cho bản in nó đẹp
Đó, cái lỗi mà các bạn hay gặp nhiều nhất là khi đổ mực xong rồi in ra vẫn bị sọc trắng trên giấy, không có in ra bản in không có đẹp, thì nguyên nhân chính là đa số là do cây gạt các bạn nó kém quá rồi, nó bị bám cặn bẩn cặn mực, nó bám vào dẫn đến cái việc cái bản in ra của các bạn nó không có đẹp nữa dù đã đổ mực. Thế thôi, các bạn chịu khó coi lại cái video thay cái chụp bông dùng mình nhé, chứ giờ mình làm nữa thế nó vô nghĩa quá mà nó kéo dài thời gian không để làm gì cả, trong khi đó cái phần chính của mình là phần thay room mình còn chưa làm, các bạn thông cảm dùm mình nhé. Rồi mình sẽ ráp lại. À, và tiện đây cũng nhờ cái lỗi này mà mình cũng khuyên một các bạn một điều, trước khi các bạn đi mua mực về thay thì các bạn, trước khi các bạn đi mua mực về đổ thì các bạn hãy tháo cái hộp mực ra, các bạn kiểm tra cái chụp bông nó xem nó còn nguyên vẹn hay không. Nếu như chụp bông nó còn nguyên vẹn thì các bạn mua một chai mực thôi, các bạn về đổ là xong. Nhưng nếu có chụp bông mà hỏng thì tiện các bạn mua cái chụp bông mới về để các bạn làm một lần luôn cho nó lẹ ha. Nên là trước khi đổ mực thì tháo là kiểm tra trước xem cần phải mua cái gì, chuẩn bị luôn rồi mình làm một thể các bạn nhé. Đó cũng là một kinh nghiệm. Rồi mình ráp cái nhông lại thôi, chú ý khi lấy cái nhông ra làm sao thì ráp lại vị trí, các vị trí cái nhông cho đúng là được. Rồi đó, các bạn cắn như vậy thôi, sau đó các bạn úp vào. Vì nói thật cái chụp bông của cái máy này hiện tại ở đây bây giờ mình cũng không có, mà chờ lấy về mà ấy vào nữa thì nó lại mất thời gian và nó kéo dài video ra mà không cần thiết các bạn. Trong khi đó thì cái video trước đó là mình đã hướng dẫn rồi nên là thôi bỏ qua các bạn nhé. Rồi mình kiểm tra lại lần nữa, mình xoay lại lần nữa. Đó, mực bám đều đẹp là ok rồi. Rồi vậy là cái phần đổ mực đã xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cái room. Để thay room thì nó không có gì là khó, nhưng nó có một số cái lưu ý để khi các bạn thay room xong, cái room phải in được tốt và máy không có báo lỗi như các bạn nhé. Có nhiều bạn thay room xong mà máy in cũng không được tốt đâu đó, các bạn phải vệ sinh sạch sẽ bụi trước khi các bạn làm, quét bụi sạch sẽ đi đã. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra. Để tháo cái room này ra các bạn làm như sau. Các bạn tháo cho mình cái chốt bên này trước nhé, bên hai đầu nó có hai chốt nhưng mà phải tháo chỗ bên này trước, vì ở bên này nó có chỗ để tháo thì bên kia nó không có chỗ để tháo. Rồi tiếp theo các bạn đẩy nhẹ nó một xíu, các bạn tháo cho mình cái chỗ bên này. Rồi sau đó các bạn đẩy cái chốt này qua bên này, kéo cái chốt này ra, các bạn kéo chiều này nó mới ra nhé, chứ các bạn kéo chiều này không ra đâu, vì bên này nó có một cái, nó còn là có cái lá tiếp mát của cái hồ cái cây rum, các bạn kéo qua bên này là nó vướng, đôi khi các bạn kéo rất mạnh tay hoặc thậm chí kéo ra không được nhé. Và đây là mình chỉ cho đúng luôn, các bạn làm cho được luôn. Trước đó người ta có bôi nhớt, cây này không cần bôi nhớt nha các bạn nhé. Đối với cây này các bạn không cần bôi nhớt làm gì hết, bôi nhớt chỉ làm dơ bẩn thôi. Rồi các bạn gạt cái này vào giữa một cái chứ không thì rớt ra ngoài. Rồi các bạn nhấc cái này ra, đó các bạn để ở đây. Đây là cái room các bạn này. Cái room nó có những vết xước các bạn thấy không? Nó có những vết xước rồi đây này. Nó hỏng rồi. Các bạn thấy rõ không? Đó, nó có những vết xước rồi, nó hỏng rồi đây này. Nên cái room này không xài được nữa, bỏ. Các bạn vệ sinh sạch sẽ cái phần này cho mình. Rồi. Lấy cái room mới ra. Nói chung là mực với room thì người ta bán sẵn rất là nhiều, các bạn cứ ra cửa hàng bán linh kiện máy in ấy, các bạn mua, các bạn đúng đọc đúng tên máy thì người ta bán cho các bạn room với mực thôi. Nhưng các bạn để ý cho mình nhé, cái cây room Brother này nó có 2-3 loại gì đó, nói chung là mình không biết bao nhiêu loại đâu, cái đó là mình hay để ý 2-3 loại thôi, chứ thực tế ở ngoài thị trường có khả năng có nhiều loại đấy. Nhưng các bạn chọn, các bạn mua cho mình cái room tốt, sẽ có room rẻ tiền và room tốt các bạn. Cái room rẻ tiền nó hay gây ra một cái lỗi, đây nó cũng là một cái mình lưu ý, mình chỉ các bạn này. Các bạn mua cái room rẻ tiền nó gây ra một cái lỗi, đó là các bạn in ra nó hay bị lặp lại chữ, ví dụ nó có bóng chữ các bạn, đó các bạn rất là dễ hiểu, cái dùng cái từ bóng chữ là dễ hiểu nhất đó. Các bạn để ý là khi các bạn in ra mà nó có bóng chữ lặp lại xuống dưới đó thì là khả năng rất là cao là cái room các bạn mua phải cái room rẻ tiền, room đều.
và các bạn mua room tốt là nó không có vấn đề đó xảy ra. Như mình đây là mình xài room tốt các bạn này, và thực ra giờ để chỉ các bạn như thế nào room tốt và như thế nào là room không tốt, thì nó thành công là qua video thì không chỉ các bạn được, mà lên chỉ có thể chỉ nói các bạn một câu, đó là các bạn ra ngoài các bạn kêu người ta bán cho các bạn kêu room tốt, để tránh cái tình trạng in ra bị lọc lại chữ, nói thế là người ta bán người ta sẽ hiểu. Còn giá tiền thì các bạn cứ liên hệ với bên cửa hàng rồi các bạn gắn vô. Bên này có cái đầu mút này, các bạn đưa bên đầu bên này ra trước này, các bạn đẩy cái room cái các bạn đưa xuống này, rồi đó, hai cái lỗ này nó nhìn được. Mình tạm thời để qua bên nhé. Cái vấn đề quan trọng nữa đó là ở cái phần này các bạn này, đa số khi các bạn thay cái room xong là các bạn sẽ gắn vào luôn, các bạn gắn vào luôn đó. Cái đó là cái mà hầu như ai cũng sẽ làm, là khi đặt cái room này vào xong và sẽ gắn cái này vào luôn. Như vậy là không ổn các bạn nhé, sớm muộn cũng sẽ có lỗi thôi, nếu hên thì không có lỗi thôi, chứ còn các bạn đã xài lâu rồi ấy, là khả năng các bạn gắn vào này cũng sẽ có lỗi đấy. Các bạn phải thực hiện cho mình vệ sinh lại cái phần này, cái phần này nó sẽ bám bẩn các bạn ạ. Như của mình đây là nó thẳng câu nó cũng tương đối sạch, nó có bẩn đây này, nó bám đây này, là cái phần này mà cái gọi là cái phần lưới cao áp, khi mà nó mà bị bám bẩn bám bụi á là nó cũng gây ra lỗi, nó báo the room error này nọ các bạn. Hoặc là có nhiều cái máy nó có màn hình thì nó báo cái chữ the room này có dấu chấm than ấy, rồi có nhiều cái máy thì nó báo the room error đó. Nhiều các bạn này cứ tưởng rằng là hư cái room, các bạn mua cái room về thay, nhưng thực tế khi mua cái room về rồi các bạn vẫn báo, và thực tế là do cái cục này các bạn nhé, do cái phần này nhé. Các bạn phải tháo ra, các bạn vệ sinh. Thực ra cái của mình nó cũng sạch, nhưng mà thôi mình vẫn tháo ra để mình chỉ các bạn cách làm. Vì thông thường là khi thay room là mình sẽ phải làm hết, cho dù sạch không sạch mình cũng phải tháo ra mình làm hết. Các bạn cạy cho mình cái đầu này ra, cái đầu bên này các bạn này, các bạn để ý này. Cái chiều của mình cầm đây này, các bạn cạy cái miếng bên này ra này. Cái miếng mà nó có tiếp mát, hai cái tiếp mát này này, đó. Các bạn đưa cái tua vít dẹp vào đây, các bạn cạy nhẹ nhẹ lên thôi nhé, đừng có mạnh tay mấy cái này. Vì bên trong nó có cái dây đồng á, nó mỏng lắm, nó dễ đứt lắm. Rồi, tiếp theo, các bạn gạt cho mình cái sắt, cái lưới này lên. Các bạn gạt tới thôi. Còn gạt tới gạt luôn. Các bạn gạt tới, các bạn đẩy tới cái này. Đó đúng rồi, đẩy tới cái này. Vì có nhiều cái đó nó hơi nặng tay. Bình thường cái hàng chính hãng nó đẩy nhẹ nó lên rồi, những cái hàng này hàng lô nó hơi nặng tay. Các bạn đẩy một xíu, rồi các bạn nhấc cái lưới này ra cho mình. Các bạn vệ sinh chặt chẽ cho mình. Các bạn vệ sinh khi nào thấy nó trắng thì thôi nhé. Nếu các bạn thấy mà vệ sinh mà nó mực, nó dơ bẩn quá mà nó không trắng được ấy, cái lưới này á, quan trọng là phần trên này này, đó. Các bạn thấy không trắng được thì bắt buộc các bạn phải mang vào trong các bạn rửa nhé. Còn ở đây mình sẽ dùng cái dao cà. Cái phần trong này nó bám bụi, nó bám cho các bạn ạ. Nó nhìn chung nó bám linh tinh hết, nó đen. Các bạn phải cà cho nó sạch đi. Có nhiều cái bản in ra các bạn thấy nó bị sọc đen đấy. Sọc đen mà trải dài từ trên xuống dưới trang giấy đấy. Là nó cũng đa số nó bị ở phần lưới này này. Vào cái dây tóc, cái dây cao áp nằm ngang đây này. Đó. Nó gây ra cái lỗi đó. Có nhiều bạn kêu là sao mà có bản in nó không có sọc đen từ trên xuống dưới. Hoặc là cái room bộ máy in thì báo lỗi room. Trong khi đó thì thay cái room mới mà vẫn bị là do cái phần cao áp này. Rồi. Tiếp theo, cái phần dây tóc này. Cái phần dây tóc này các bạn có thấy cái đường nó có cái dây đồng chạy ngang qua không? Chắc là video không thấy được vì dây nó quá mảnh các bạn ạ. Đây này. Có cái dây mà chảy dài từ quê bên này qua bên này này. Đó. Cái dây này quá mảnh. Và cái miếng này nó kẹp vào đây này. Thực tế cái đầu của miếng này nó có cái mút các bạn này. Thế các bạn thấy cái mút không? Đó. Cái miếng mút này có tác dụng này. Sử dụng để kéo qua kéo lại là vệ sinh cái dây đồng nữa các bạn. Khi các bạn thực hiện các bạn kéo qua kéo lại ấy, là để nó vệ sinh cái dây đồng ở trong này đó. Đó. Cái dây này thực ra thì các bạn chuyên thì mình mới chỉ các bạn. Nhìn chung là các bạn chuyên thì các bạn mới biết cách để các bạn vệ sinh cái dây này nếu như mà nó bị két mực bẩn quá. Chứ còn các bạn là khách hàng thì mình khuyên các bạn không nên đụng vào cái dây này. Các bạn chỉ làm thì vệ sinh cái lưới này thôi. Còn cái dây này các bạn không nên đụng vô nhé. Các bạn chỉ có làm cái thao tác là các bạn kéo qua kéo lại cái này thôi. Để cố gắng bạn vệ sinh cái dây đó thôi. Đó. Còn nó bám két mực, thấy nó két nhiều quá và các bạn nhìn thấy cái vết két luôn này nọ luôn ấy, thì tốt nhất các bạn các bạn cứ làm liều thôi. Dùng cái gì cà cái nhíp gì cà đó, nhưng mà cái tỷ lệ các bạn làm đứt rất là cao nếu các bạn không phải là kỹ thuật, các bạn chưa làm nhiều, các bạn không có tài nhé. Rồi thì đối với cái dây này thì mình không khuyến cáo các bạn là
vệ sinh quá nhiều thì các bạn cứ kéo qua kéo lại cho mình 5-7 lần, thậm chí cả chục lần cũng được, cứ kéo qua kéo lại. Đôi khi các bạn làm một lần nó không sạch thì các bạn cứ kéo lại, đôi khi cả chục lần 20 lần rồi nó cũng sạch thôi đó, thế thôi. Có điều cái chính mình muốn chỉ các bạn là vệ sinh cái lưới này. Rất là nhiều nhiều người bị liên quan đến cái lỗi này, cái lưới này dơ bẩn nó gây ra nó báo lỗi. Rồi xong các bạn gắn trở lại. Rồi khi nó xuống rồi á thì các bạn gạt cái đầu này trở lại bên này như ban đầu, thì bên trong nó có cái khe nó cài ấy. Đó các bạn gạt trở lại cái để cho nó vào lại vị trí thôi. Đó, đây gạt tới là các bạn tháo ra, các bạn gạt tới này để cho nó ra khỏi cái khe cài này. Còn khi các bạn đặt xuống đúng vị trí rồi này thì các bạn gạt nó ngược trở lại đó để nó cài vào cái khe thôi, thế là xong. À, quên mất, các bạn gắn cái này lại cho mình, tháo ra làm sao giờ thì để ý vị trí nó gắn lại cho đúng. Cái này nó quá đơn giản rồi. Đó, các bạn gắn vào cho đúng vị trí là được. Rồi sau đó các bạn gắn cái này vào. Rồi, gạt cái này trở lại vào vị trí cũ nhé. Các bạn mà để cái vị trí này các bạn in ra là chỗ này sẽ bị in ra đen thui một đường đó. Có nhiều các bạn hay bị cái lỗi này. Và tại sao máy của em đang hôm trước dài bình thường như hôm nay kẹt giấy lấy kẹt ra xong gắn hộp mực trở lại mà giờ in ra đen thui có một đường dài, là do các bạn để cái cây này này nằm chơi vơi ở dưới này. Các bạn phải gạt thẳng ở bên này luôn. Nó có mũi tên này, đó. Gạt thẳng bên này luôn. Rồi. Tiếp theo, các bạn cài cho mình một cái đầu chốt này vào. Một cái đầu khe này vào các bạn cài vào. Rồi. Gắn cái cây sắt này vào đây. Thông tới bên này. Tiếp theo các bạn cài cho mình cái khe bên này vào nữa là được. Đó, vậy là xong. Thực ra thì các bạn sẽ có nhiều người, các bạn rành rồi các bạn sẽ phán xét mình một câu này, thay dung nguyên là đơn giản có gì đâu mà cũng phải làm video hướng dẫn, thì đúng thật. Nhưng mà nói thật với các bạn, người biết thì không nói, người không biết thì rất là phức tạp đấy các bạn. Rất là nhiều khách hàng bên mình, thậm chí mua máy in của bên mình rồi khách hàng cũng tự mày mò đổ mực, cũng hay bị cái lỗi này. Mà cái lỗi hay bị nhiều nhất là cái lỗi liên quan đến đổ mực không vệ sinh cây gạt, nó gây ra cái lỗi đổ mực xong in ra vẫn bị mờ đó. Và cái thứ hai nữa, khi thay cái room rồi không có vệ sinh cái lưới, dẫn đến cái việc thay xong bản in ra để có cái sọc đen phòng nhỏ này nọ đó, dơ bẩn này nọ, nó gây ra lỗi. Nói chung là vô vàn cái lỗi khách hàng điện mình, là vô vàn cái lỗi mà liên quan đến cái vấn đề room và mực này. Thực tế không phải là hư hỏng nặng gì đâu, mà thực tế không hư hỏng nặng gì đâu, mà rất là các bạn có thể tự sửa chữa được, rất đơn giản. Nó chỉ là những lỗi thông thường thôi, sau trong quá trình sử dụng lâu ngày mà nó sẽ phát sinh ra lỗi thôi đó. Vậy nên tiện hôm nay mình làm cái video này để gửi tới các bạn. Và có bạn nào mà thắc mắc hỏi mình về cái vấn đề liên quan đến cục room và hộp mực này thì mình cũng sẽ gửi cái video này cho các bạn đó, để bạn đó tự coi và tham khảo cái cách nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nãy giờ. Các bạn thấy video của mình hữu ích, bổ ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mình chia sẻ thường xuyên trên kênh. Rất mong được sự ủng hộ các bạn để kênh của mình phát triển được tốt hơn và mình có nhiều động lực hơn để làm những video ý nghĩa hơn để gửi tới các bạn. À quên mất, còn một cái này nữa. Các bạn có thấy cái chốt này nó lên không? Tình cờ mình nhìn thấy này. Mình chỉ các bạn luôn này. Cái chốt này nó nằm chơi vơi như vậy á, là các bạn gắn hộp mực xuống máy không được đâu nhé. Các bạn phải để một cái chốt nó về hẳn bên này, hai nó về hẳn bên này. Chứ nó chơi vơi nó nằm như vậy là không là các bạn gắn hộp mực không được nhé. Cái này là mình cũng phải chỉ lại luôn này. Chứ không là các bạn gắn vô là không được này. Các bạn phải xoay cái từ tới cho mình. Xoay cho mình khoảng cứ 5-7 vòng nữa. Thậm chí chục vòng các bạn cứ xoay đi. Rồi đó. Các bạn xoay là cái cần này nó sẽ trở về cái vị trí này. Đó, nó nằm bằng cái này thì các bạn gắn hộp mực được. Chứ nó đang ở chế độ nó nhô ra là các bạn gắn hộp mực không có được. Các bạn lưu ý nhé, cái lỗi này là rất là đơn giản thôi, nhỏ thôi, nhưng mà các bạn không biết là các bạn cứ hồi hộp các bạn gắn vào máy không được, các bạn thục hộp mực vô máy là khi nào bể hết cả hộp mực và bể cả máy luôn các bạn nhé. Một cái lỗi rất đơn giản thôi nhưng mà đôi khi nó gây ra nhiều cái hậu quả nguy hiểm đó. Rồi, xong. Vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn.